Dạ thì Phạm Thiện xin kính chào toàn thể cô chú anh chị trong cũng như ngoài nước đã quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Thiện. Thì hồi sớm mai Hải vừa chia sẻ cho cô chú anh chị một cái video clip tiết lộ cái thông tin của người phụ nữ mang bầu 7 năm mà vẫn chưa đẻ, đó là của chị Võ Đệ. Thì vừa chia sẻ xong thì Hải nhận được một cái thông tin cũng như một cái mail của một người em ở gần dưới nhà của chị Đệ, chia sẻ rằng là có một cái vị khán thính giả kế bên nhà của chị Đệ có chia sẻ, và bạn ấy đã gửi cho Hải một cái file. Thì là ngay lập tức Hải nghe và thấy khá là hợp lý. Thì ngày hôm nay Hải sẽ tiếp tục chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị mình biết được cái cuộc trò chuyện của cái anh mà được cho rằng là nhà kế bên sát nhà của chị Đệ này, chia sẻ những gì về cái quá trình mà suốt 7 năm mang thai của chị Võ Đệ này mà không ai biết, cũng như là những gì mà cái anh thanh niên này ở gần nhà của chị Võ Đệ chia sẻ lên thật sự có đúng hay là không, có điều gì khuất tất hay là không nữa. Thì mình sẽ nghe cái cuộc trao đổi cũng như là cái đoạn mà Hải vừa mới nhận được, Hải sẽ edit và làm và gửi đến cho toàn thể cô chú anh chị trong cái video clip này. Trước khi vào cái video clip thì cô chú anh chị ủng hộ Hải thì hãy cho Hải xin một like, một subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho Hải nha. Hải chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị. Bây giờ thì hãy hướng mắt vào màn hình xem cái cuộc trao đổi đó như thế nào nha, và cái đoạn ghi âm đó khá là hay, Hải muốn gửi đến cho cô chú anh chị mình. Về vấn đề mà mình không có tiện ra mặt, bạn thông cảm nha. Dạ dạ, có chuyện gì không vậy anh? Thì nói chung là cũng không có chuyện gì đâu, nhưng mà có cái mình thấy các bạn ở trên YouTube, mấy kênh YouTube và kênh của bạn quay về cái nội dung chị Đệ ở An Giang. Dạ. Đúng không? Dạ dạ. Thì mình ở gần cái nhà của chị Đệ này nè. Dạ. Chị là gia đình chị đúng là rất khổ. Chị làm cái nghề là sinh sống bằng bán vé số. Dạ. Mình ở đây mình biết, nói chung là nó cũng như cảm thấy nó hình như có cái điều gì sai sai bạn ơi. Dạ, nó không có đúng sự thật như mọi người nói vậy đâu. Dạ anh, sao là sai, anh có thể chia sẻ cho em biết được không anh? Nói chung á, mình đã thấy hổm gài rồi mà mình muốn nói lên, nhưng mà mình thấy nó cũng ngại và nó cũng kỳ thì mình cũng không có dám nói. Dạ. Với lại mình thấy chưa có ai lên tiếng nên mình cũng nói, nhưng mà mình thấy nó hôm nay như vậy mình cũng hơi tức quá. Sao nó lạnh như nó có cái gì sai sai, mình hôm nay mình chia sẻ với bạn sơ sơ nha. Dạ dạ. Ít ngày nữa hoặc là sau này á. Dạ. Nó rõ ràng hơn mình sẽ nói cho nó rõ chi tiết hơn nữa. Dạ. Thì nói chung nó như vậy. Thường ngày là chị Đệ này bán vé số, tôi cũng có từng mua luôn. Dạ. Nhưng mà đâu có bao giờ mà nói cái vụ mà có bầu hay là ơn trên xuống gửi con gửi gì đâu. Dạ. Chưa bao giờ nghe nói đó. Thì chị này hình như theo tôi được biết là bà có cái điều khác lạ hơn người thường, là cũng như là bà muốn cho bà làm cái cách gì đó mình cũng không có gành. Yeah. Mình không có phải là tiếp xúc thường xuyên, mình cũng không gành. Yeah. Thì bả cho cái bụng nó hơi to lên tí, nó cứng, rồi bả cho nó xẹp lại, cái đó là có. Yeah. Nhưng mà tôi ở đây đã lâu rồi, tôi có thấy ai nói, có nghe nói là có bầu hay là ơn trên gì đâu. Nói nào là ơn trên xuống cho hai đứa con, đó là thánh tiên gì đó. Thì dạ. Cái đó hình như là nó sai sự thật đó, chứ chưa có đúng chính xác đâu. Coi bạn tìm hiểu lại coi. Dạ dạ. Theo mình cái người dân, còn nếu bạn không tin thì bạn có thể tham khảo những cái người dân xung quanh gần nhà bà thêm nữa. Dạ. Thử coi như thế nào. Chứ mình cũng không kêu bạn tin mình hoàn toàn. Dạ dạ dạ. Đó thì cái nội dung của cái chị Đệ này á, thì nói là nằm chim bao, thấy là ơn trên xuống là gửi hai đứa con, một đứa con trai gì đó 3 tuổi, đều là hình như là theo mình được biết hình như là có cái sự dàn dựng ở trong này, hả, là kiểu nào thì mình không biết, mình cũng không ngại nói thẳng với bạn. Thì yeah. Bạn có dàn dựng gì đó thì nó là tùy bạn, nhưng mình có sao mình nói vậy. Yeah. Mà
nối cho bạn, rồi mình cũng theo dõi các bạn làm những cái phim sau này để coi nó tiến triển như thế nào. Rồi một ngày nào đó có một người hay người nào đó biết rõ sự thật nhiều hơn nữa, mình sẽ cập nhật chính xác, mình sẽ gọi lại bạn nữa để cho bạn biết rõ hơn, rồi sau này có thể mình ra mặt luôn cũng không cần nữa. Bây giờ trước mắt tạm thời thì mình xin không ra tiền ra mặt. Bạn cảm giùm mình cái điều này. Chứ tôi nói thật với bạn nghe nè, thí dụ bây giờ nếu là bà có ơn trên xuống nhờ cậy bà như vậy thì bà hoàn toàn là con gái còn trinh chưa có chồng thì mới được. Còn cái này bà đã có chồng rồi là coi như có nghĩa là nó đã qua cái sự ô uế của là Phật pháp hoặc là của tiên thánh rồi. Sao mà ai mà gửi vô cái kiểu đó, theo bây giờ tôi nói như vậy các bạn tham khảo như thế nào? Dạ đúng rồi anh ơi. Tại vì hôm qua là em cũng có đi phỏng vấn một sư thầy á, thì từ lúc đầu em xem cái clip tất cả mấy anh em YouTuber khác á, thì mấy anh em YouTuber khác nói thì em cũng tin đó là sự thật. Nhưng mà ngày hôm qua khi mà em đến gặp sư thầy ở Thích Chí Trung ở Sa Đéc á, thì khi mà em hỏi về cái vụ mà của chị đệ này mang bầu như vậy á, thì sư mới giải thích, thì em cũng có suy nghĩ giống hệt anh vậy đó, nên là em mới làm một cái video clip để mà gửi đến cho tất cả cộng đồng mạng, cô chú anh chị ở gần xa để biết được là hiện trạng hiện tại giống như là cái này là có sự thật hay là không. Thì hơi rất là hên là ngày hôm nay anh điện, anh điện thoại cho em là anh cũng là ở gần nhà, nên là em muốn hỏi anh một số chuyện, giống như là anh đã từng là mua giấy số của chị đó luôn rồi, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy là anh vậy là anh có thấy chị có mang bầu bình thường không hay là không có gì anh? Mang bầu cái gì? Mang bầu, thấy bà đi bán vé số thường ngày bình thường, mang bầu chỗ nào? Dạ vậy là không có ha anh. Nhưng mà không bao giờ có. Và thêm nữa, sao mà tôi thấy tự nhiên bây giờ bà này tự nhiên bán vé số hàng ngày mình gặp bà mà có bầu bì, tự nhiên bây giờ phát lên là ba hồi có bầu, bốn hồi không, vậy là sao? Mình cũng ngạc nhiên, mình thấy cũng mắc cười, rồi mình cũng coi mà mình cũng tức. Dạ. Do gì mà tại sao mà chưa mà có cái chuyện ngộ đời tới như vậy, không thể tin được. Dạ. Đó. Mà hôm qua bạn đăng cái clip của cái sư thầy gì ta? Sư thầy Thích Chí Trung à? À đúng rồi, đúng rồi. Đó, mình rất là đồng tình với cái sư thầy phân tích rất là rõ. Dạ. Như cái ý của mình muốn nói luôn. Dạ. Thật là hay luôn á. Dạ. Đó, thầy bởi vì từ hôm hổm tới bây giờ á, mình thấy những anh em YouTube á, là quay đăng lên YouTube, mình lướt điện thoại mình coi, mình thấy không có cái kênh nào mà nó đăng giống như cái kiểu mà kênh của bạn, và cũng không có ai mà thấy bỏ ra phân tích giống như sư thầy đó vậy hết trơn á. Ủa kỳ ta, sao cái này mọi người tin quá trời ta, đây là không lẽ là sự thật sao mà tin dữ vậy? Thì mình nói tức quá, bây giờ mình không biết nói ở đâu, giờ mình cũng không biết làm sao, mình thì không có biết làm mấy cái vấn đề này. Dạ. Để mình đưa lên cho mọi người cùng tham khảo. Thì mình không có biết, mình không biết là nói với ai mà mấy cái kênh mình coi từng cơ quan, không có ai mà đăng theo cái kiểu mà cái ý của mình hết trơn. Dạ. Rồi mình cũng không biết nói sao, mình vô tình mình coi cái kênh của bạn là quên ta, hôm qua hay là hồi chiều vậy đó, mình mình nói ủa sao cái kênh này đăng giống cái ý của mình dữ ta. Rồi mà mình thấy cái số điện của bạn á, thì mình mới gọi thử, ai ngờ đâu hơn là ngay mình sẵn là mình chia sẻ cho bạn luôn một chút thông tin để cho bạn nắm, rồi thử coi bạn có cái hướng nào để mà biết được cái sự thật 100% không. Chứ cái này nếu mà làm như vậy là nó không đúng nha, nếu mà không có mà làm như vậy là không đúng nha. Dạ đúng rồi. Lợi dụng cái lòng thương của bà con láng giềng từ xa để người ta hỗ trợ hoàn cảnh hoặc là ta này nọ, như vậy là nó sai. Dạ. Như vậy là nó tương đương với hình như là nó kêu bằng gì ta, kêu bằng giống như là lừa đảo cộng đồng vậy. Dạ. Vậy sao được? Dạ. Đó, mình tức, mình nói chẳng thà có thì mình không có nói gì, mà cái này mình thấy hình như là nó không có. Dạ. Đó. Thường ngày đi bán vé số bình thường mà thí dụ bây giờ tôi nói cho bạn nghe, thí dụ bà nói có bầu 7-8 năm đi. Dạ. Mà tại sao 7-8 năm nay không ai biết chân vậy? Không lẽ ở vòng xóm liền hoặc là nguyên cái xã cái ấp đó không lẽ không có ai biết, không ai đồn, không ai gì trên sao không ai biết chuyện gì mà tới giờ mới biết? Dạ. Đó, thấy cái điều nó vô lý chưa?
Thì ngay từ lúc đầu mà em xem cái clip của mấy cái người YouTube đó đưa tin đó, thì em cũng tin đó là câu câu chuyện mà ở Việt Nam mình là có một không hai luôn. Câu chuyện này giống như là thay vì đi siêu âm á là sẽ có đứa bé trong bụng thì nó sẽ có mang bầu. Dạ. Tôi cắt ngang bạn cái. Dạ dạ. Giờ bạn nói cái này ngay cái ý tôi luôn nè. Dạ. Nó bây giờ á, nếu mà nói đi, bà có bầu đi, mà tại sao đi siêu âm bác sĩ bà nói nào là bác mấy người bác sĩ đồ tùm lum tà la hết trơn mà siêu âm không ra? Ủa dạ. Chứ không lẽ bác sĩ đất nước Việt Nam của mình để trang trí chơi hả? Dạ. À, nếu mà không có bác sĩ thì cái đất nước Việt Nam của mình á, có thể cái con người của mình có còn sống được hay không? Không lẽ bác sĩ đi học rồi thì về để dành là trang trí để làm kiểng chơi hay gì? Nếu có bầu tại sao siêu âm không ra, khám không ra? Dạ. Đúng cái chỗ này. Đó thì bởi vậy em mới là bên cái phía mà bên bác sĩ đó là bên mình nói về hôm nay về là bên khoa học đi, thì bên đó là người ta khẳng định là 100% bà, với lại là những cái hồ sơ của bà đi tái khám siêu âm á thì sẽ không có những cái bầu thai hay là cái những cái căn bệnh gì hết. Nhưng mà tại sao cái bụng bà to thì em mới cũng lúc đầu cũng cũng tin tưởng về cái câu chuyện mà giống như là mang bầu tâm linh này kia hay là thần thánh thành thần thai gì đó. Thì em mới vô tình em mới đi xuống em hỏi thăm mỗi sư thầy ở ở Sa Đéc á, thì sư thầy mới giải thích cho em nghe về cái câu chuyện đó thì sẽ không bao giờ có cái chuyện thần thánh đó. Nên là em cũng muốn xác thực những cái câu chuyện này và em cũng giống như là bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái sự thật và cũng em cũng muốn vạch trần cái chiêu trò mà lừa đảo này để cho đừng có mọi người đừng có lòng tin tin tưởng và chút tiền đem về đó gom gom góp tiền để mà ủng hộ cho bà này. Tại vì ngay trong cái mục đích giống như là bà nghèo khổ thì giúp đỡ cho bà được. Còn hiện tại là bà giống như là bà lấy cái hình ảnh đó ra, bà mang lại câu chuyện mà về tâm linh để mà bà chuộc lại cá nhân. Đó là em cũng để là hôm nay là em cũng rất là vui là có được cuộc gọi của anh, là anh ở gần đó và anh cũng chia sẻ cái thông tin này đến cho em thì cũng rất là quý. Nên là em cảm ơn anh rất là nhiều. Không có thành vấn đề gì đâu bạn, bơi mốt mình sẽ gặp những cái vụ này sâu sắc hơn để mình biết rõ hơn 100%. Mình sẽ ra mình đứng trước cái ánh sáng của bạn. Dạ dạ sẽ, đúng rồi ánh sáng sáng không chính gì đó. Tôi dạ. Không có tôi nhà quê tôi nói vậy đó bạn. Dạ. Cảm nha. Dạ 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 đó là cũng như á là bà này á là theo tôi được biết bà có được một chút khác thường hơn người ta thôi. Dạ. Chứ không có bầu bì chữa ngán gì ở đây hết trơn á. Đó vậy là bây giờ tôi nói cho bạn nghe. Dạ. Rồi bây giờ á có những cái chuyện mình không có thể nào ngờ có xảy ra nhưng mà nó vẫn xảy ra trên mạng ầm ầm đó. Dạ dạ dạ. Vậy là đó, giống như là em muốn hỏi anh lần cuối, giống như là anh là đã từng là người là ở gần đó và anh đã từng chứng kiến và mua giấy số của bà, là đúng anh rồi. Đã khẳng định là 100% là trước đây tới giờ là bà không có bầu bì gì hết. Không có bầu bì gì hết, tôi xác định 100% là không có bầu bì gì hết. Dạ đó. Dạ. Nhưng mà tôi một ngày tôi chợt tôi lấy điện thoại tôi xem thì tôi thấy nó hơi cái điều gì khác lạ, tôi thấy tôi bất ngờ, tôi theo dõi họ dài là tôi thấy nó kỳ rồi đó. Dạ. Tôi không biết nói ở đâu hết trơn, tôi cũng tức lắm sao tại sao làm những cái chuyện như vậy. Dạ. Hả? Thì đó, ngày hôm nay tôi cũng chia sẻ cho bạn bao nhiêu thông tin đó. Rồi bạn cứ làm clip bạn đăng đi để cho bà con cộng đồng xem và nhận xét coi lại những cái lời nói của tôi và những cái hành vi của những cái người này làm như vậy như thế nào nha. Chứ yeah, bây giờ mình tự mình một mình cũng không có làm được, để mình cho bà con cộng đồng khắp bốn phương xem và tìm hiểu thêm để mà mình cùng chung tay mình coi thử cái sự thật này nó thật hư như thế nào. Chứ cái kiểu này tôi thấy riêng cái bản thân cái cảm nhận của tôi không chấp nhận những điều làm như vậy. Dạ. Dạ thì nãy giờ Hải cũng đã có chia sẻ cho cô chú anh chị mình được biết rồi đó, thì bây giờ quan điểm của cô chú anh chị mình là gì khi mà nghe được cái đoạn trao đổi và được cho rằng đây là một vị khán thính giả ở gần nhà với cô võ đệ, người phụ nữ mang bầu 7 năm vẫn chưa sinh nở? Sự thật nó như thế nào? Chắc hẳn cô chú anh chị mình đã nghe từ đầu đến cuối của cái đoạn trao đổi này rồi. Thì chính cô chú anh chị và các bạn sẽ là người đưa ra cái câu trả lời thích đáng nhất, chứ không phải là cá nhân của ai hết. Không phải cá nhân của kênh YouTube Phạm Hải Thiện, cũng không phải là kênh YouTube nào khác. Mà cái câu trả lời thích đáng nhất dành cho cô chú anh chị chính là bản thân của cô chú anh chị và các bạn
đang và đã quan tâm theo dõi cái vụ việc này. Khi mà nghe đến cái đoạn trao đổi và cái đoạn chia sẻ của một vị khán thính giả ở gần nhà của cô võ đệ này, thì cá nhân của cô chú anh chị sẽ nhìn nhận như thế nào? Ủng hộ Hải về cái vấn đề đi theo tiếp tục về câu chuyện của cô võ đệ, người phụ nữ 7 năm mang bầu vẫn chưa sanh nở, thì cô chú anh chị hãy cho Hải xin một like, một subscribe, đăng ký kênh. Có những cái quan điểm nào thì cô chú anh chị hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video clip. Hải chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị. Hứa với cô chú anh chị là Hải sẽ tiếp tục theo sát cái câu chuyện này để truyền tải gửi đến cho cô chú anh chị. Mến chào, hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị mình có một ngày làm việc thật là hiệu quả và một đêm thật là ngon giấc. Bye bye.